Nếu chàng luôn có ba ham muốn mãnh liệt này với bạn, chứng tỏ anh ấy đã coi bạn như nữ hoàng. Bạn có thể dễ dàng cảm nhận được người đàn ông yêu mình nhiều thế nào thông qua cử chỉ, hành động của đối phương. Khi yêu thật lòng sẽ rất khó giấu giếm. Đàn ông cũng vậy, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được anh ấy yêu mình nhiều thế nào thông qua cử chỉ, hành động của đối phương. Điều đó chỉ khó với người quá u mê bởi những lời đường mật của những kẻ dối trá sắt mũi. Có một sự thật là, dù đã là vợ chồng, nhưng không phải người chồng nào cũng dành cho vợ tình yêu chân thành nồng nàn. Họ kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng chưa chắc họ đã coi người còn lại là một nửa đích thực của mình. Song nếu anh ấy có ba loại ham muốn sau đây dành cho bạn một cách mãnh liệt, điều đó chứng tỏ anh ấy coi bạn là tình yêu đích thực, dù cho hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hay chưa. Thứ nhất, ham muốn tình dục. Chuyện một người đàn ông có ham muốn tình dục với một người phụ nữ là chuyện hiển nhiên, bởi tình dục là bản năng, ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Thế nhưng, đối với người phụ nữ bản thân yêu sâu sắc, ham muốn ấy trong lòng đàn ông sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Khao khát trong lòng anh ấy không đơn thuần chỉ là vấn đề sinh lý, mà anh ấy còn muốn thông qua tình dục để hiểu thêm về con người bạn, để thể hiện tình yêu của anh ấy đối với bạn, cũng như tăng cường sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người. Tất nhiên, dù trong lòng anh ấy có khao khát bạn nhiều đến thế nào, thì anh ấy cũng không bao giờ ép buộc bạn, mà luôn tôn trọng quan điểm, suy nghĩ của bạn. Trường hợp người đàn ông ngoài miệng nói yêu bạn, nhưng lại không hề có cảm xúc khi ở cạnh bạn, chứng tỏ lời yêu của anh ta không đáng tin cho lắm. Thứ hai, ham muốn sở hữu. Tình yêu là sự ích kỷ. Khi yêu, người ta trở nên keo kiệt vô cùng. Đàn ông không bao giờ muốn người đàn ông khác chạm vào hay có mối liên hệ thân thiết với người mình yêu. Họ có ham muốn được sở hữu người phụ nữ ấy cho riêng mình, không thể chấp nhận được chuyện chia sẻ cô ấy với bất kỳ ai. Họ đồng thời muốn cô ấy chỉ dõi ánh mắt theo mình, trong trái tim chỉ chứa đựng một hình bóng là anh ấy mà thôi. Anh ấy sẽ ghen tuông, sẽ sốt ruột và nóng nảy khi thấy bạn nhắn tin cho người khác giới một cách thân mật, sẽ tức tối nếu bạn còn liên lạc với người yêu cũ. Anh ấy cũng quan tâm đến mọi vấn đề trong công việc và cả cuộc sống của bạn, muốn hiểu rõ con người bạn từ quá khứ đến hiện tại và cả những kế hoạch trong tương lai nữa. Bởi anh ấy yêu bạn và không hề muốn bỏ sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất nơi bạn. Nhưng chắc chắn ham muốn chiếm hữu ấy sẽ không quá đà, bởi anh ấy rất để ý đến cảm xúc của bạn. Đừng nhầm lẫn với sự chiếm hữu mà không để tâm tới cảm nhận của bạn, của những kẻ xa trường, ích kỷ. Với những đối tượng ấy, họ chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. 3. Ham muốn bảo vệ. Đàn ông là phái mạnh, họ có cái tôi rất lớn. Từ khi còn là những cậu bé, họ đã luôn muốn được làm người hùng, siêu nhân. Khi thật lòng yêu một người phụ nữ, đàn ông sẽ có ham muốn mãnh liệt được che chở cô ấy trong vòng tay mạnh mẽ, rắn giỏi của mình. Anh ấy muốn che mưa, chắn gió, gánh vác những nặng nhọc, vất vả để bạn được bình yên, vui vẻ. Khi gặp bất cứ biến cố gì, anh ấy sẽ là người xông ra phía trước, đặt bạn lại phía sau lưng để chở che. Khi có ai đó bắt nạt bạn, anh ấy cũng không làm ngơ đứng nhìn. Chắc chắn anh ấy sẽ đứng về phía bạn. Bản thân anh ấy cũng sẽ luôn nỗ lực làm việc và phấn đấu trong công việc nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho vợ con. Ngoài ra, anh ấy cũng hướng dẫn bạn cách tự bảo vệ mình, để chẳng may khi chỉ có một mình bạn vẫn đủ sức đối mặt với khó khăn. Bởi cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì. Khi mà tai nạn không may có thể bất ngờ ập đến, đó là cách bảo vệ thiết thực và chân thành nhất của người đàn ông.
Ông chủ của tôi lái một chiếc xe hơi rất sang trọng. Mỗi ngày nhiệm vụ của tôi là chào đón và mở cổng cho ông ta như một người canh gác tại biệt thự. Thế nhưng, ông ấy chưa bao giờ đáp lại lời chào của tôi. Có một ngày, ông ta trông thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác để tìm thức ăn thừa. Nhưng như thường lệ, ông ấy vẫn tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngày tiếp theo, tôi nhìn thấy một túi giấy sạch sẽ ở chỗ cũ và ở trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả đều rất tươi như một ai đó vừa mua chúng ở siêu thị về vậy. Nhưng tôi không bận tâm liệu chúng từ đâu tới. Việc tôi làm là hạnh phúc lấy chúng đi mà thôi. Chiếc túi chứa đồ ăn cứ nằm đó mỗi ngày, và việc tôi lấy chúng về để chia cho vợ con mình đang diễn ra như một thói quen. Tôi luôn tự hỏi rằng sao trên đời lại có người ngớ ngẩn đến thế nhỉ? Túi thức ăn mình mua cũng để quên được như thế này. Thế rồi căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra chuyện ồn ào. Tôi được biết ông chủ của mình đã qua đời. Hôm đó có rất nhiều người đã tới biệt thự và tôi không còn nhận được bất cứ một túi đồ ăn nào nữa cả. Tôi nghĩ rằng một vị khách nào đó đã lấy nó đi. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mọi chuyện vẫn vậy. Cho đến vài tuần sau, khi gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi đã nói chuyện với vợ của ông chủ để xin tăng lương hoặc tôi sẽ không làm việc này nữa. Sau khi nghe tôi nói, bà chủ đã thắc mắc rằng vì sao trong suốt 2 năm qua tôi không bao giờ thắc mắc về tiền lương, nhưng bây giờ lại bảo rằng số tiền đó không đủ. Cho dù tôi giải thích thế nào đi nữa, bà ta cũng không đồng ý. Rồi tôi đã quyết định nói ra sự thật về túi đồ ăn, về việc tôi vẫn có nó hàng ngày và mang chúng về nhà cho vợ. Chuyện đó dừng lại từ lúc nào? Bà chủ hỏi. Từ sau khi ông chủ mất, tôi trả lời. Đúng rồi, nhưng túi đồ với toàn những thực phẩm tươi ngon đã không còn xuất hiện từ ngay khi ông chủ qua đời. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn? Là ông chủ đã cho chúng tôi đồ ăn ư? Một người không bao giờ đáp lại lời chào của tôi lại hào phóng như vậy ư? Thật không thể tin nổi. Sau khi nói chuyện với tôi, bà chủ đã khóc nức nở. Tôi đành xin lỗi bà vì đã đòi hỏi tăng lương. Vì không hề biết tấm lòng của ông chủ, tôi sẽ vẫn tiếp tục là người gác cổng và sẽ luôn vui vẻ về điều đó. Tôi khóc vì cuối cùng đã tìm được người thứ bảy mà chồng tôi vẫn luôn cho thức ăn. Tôi biết mỗi ngày ông ấy đều cho 7 người, mỗi người một túi thức ăn sạch. Tôi đã tìm được 6 người và những ngày này tôi đang tìm người thứ bảy. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Bà chủ vừa khóc vừa nói. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi lại nhận được một túi thức ăn. Nhưng lần này, con trai của ông chủ đã tới tận nhà và trao tận tay tôi túi thức ăn đó. Mỗi khi tôi cảm ơn, anh chàng cũng không hề đáp, lại y như ông chủ vậy. Có một lần, tôi cố hét thật to câu cảm ơn và anh chàng đã nói rằng đừng bận tâm khi mình không trả lời. Anh ta cũng giống như bố mình, cả hai đều bị điếc, không thể nghe thấy được. Bạn thấy đấy, cho đi, đâu phải nói nhiều.